Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong Minecraft chiến binh trung gỗ. Rồi bây giờ tới công chuyện với bà phù thủy này luôn. Vô nhà người ta chọi cái thuốc gì đó, không cho thuốc thì tao còn chọi thuốc nữa. Thuốc gì đây, hít thử coi, hết tác dụng mà. Hình như thuốc đi chậm thì phải, thiệt tình luôn á. Đợi nhà người ta rồi chọi thuốc tầm bậy tầm bạ. Bó tay cái bà phù thủy đó luôn. Hiện tại thì mình trở lại cái chỗ của mụ Medusa. Mình coi trong cái rương nè, mình có một chút cái gia thuộc. Thế nên mình dự định là mình sẽ làm một cái ba lô nhỏ nhỏ để khi khám phá mình có thể dễ dàng chứa đồ hơn. Chỉ thì oh no, không có chỉ, nhưng mà không sao đâu. Mình có những cái mạng nhện đóng ở bên ngoài nhà nè, cũng như là trong nhà luôn. Mình sẽ đập ra để mình lấy chỉ cũng được. Mình cần cỡ 4 cọng chỉ. Đây, đang cộng nữa đi. Rồi, giờ đủ. Và mình sẽ làm luôn một cái rương gỗ trước. Một cái rương gỗ. Đây. Và đặt theo công thức là hình như vậy thì phải. Chính xác là mình được một cái ba lô rồi. Rất là rẻ luôn. Và cái ba lô này thì không có quá to đâu, nhưng mà cũng đủ để mình chứa được một số cái thứ lặt vặt khi mà đi khám phá. Rồi tạm thời mình sẽ cất mấy thứ linh tinh vô trong lại ha. Cung giữ lại nè, ba lô giữ lại. Rồi ok, khi đi thì mình sẽ mang theo một chút gỗ để có gì thì mình còn chế tạo nữa. Và mình có được một chút sắt nè. Mình thì đang thiếu một cái đôi ổn trong cái set đồ, nên mình sẽ làm luôn một cái ổn bằng sắt cho full một cái set đồ cơ bản trước đi ha. Xong. Ngoài ra thì hiện tại mình còn có thể nâng được những cái điểm kỹ năng nữa nè. Mình đang có thể cộng được 9 điểm hả ta? Mình sẽ coi coi ở đây có sức mạnh. Nó sẽ tăng cái sát thương cũng như là lượng giáp của mình lên. Cái này thì sẽ tăng cho mình máu. Còn cái này thì tốc độ, sát thương chí mạng, may mắn. Mình nghĩ tầm này thì chắc mình sẽ chỉ nâng sức mạnh trước đi, để mình tăng cái lượng sát thương mà mình gây ra trên cái đòn cận chiến của mình. Đó, mình sẽ nâng cỡ 5 cái sức mạnh đi ha. Rồi, cái đầu tiên này là cho mình cái trái tim hả ta? Cộng cho mình 1 máu. Mình sẽ cộng 4 điểm bên cái này. Đó, cộng 4 điểm thì mình sẽ được thêm 2 trái tim nè. Đã nha. Hợp lý á. Rồi, giờ thì cũng tương đối khỏe rồi. Chắc bắt đầu công việc chính trong ngày hôm nay thôi. Hai ngày đầu tiên thì mình đã đi khám phá rất là nhiều rồi. Chắc mình sẽ tạm thời định cư ở chỗ này luôn đi. Khi nào đi khám phá chịu khó đi xa một xíu ha. Còn bây giờ thì mình sẽ bắt đầu công cuộc đi đào khoáng sản. Mình muốn có một cái set đồ kim cương nè, hoặc là set gì đó nó xịn hơn giáp sắt một xíu, để cho cái lượng giáp của mình nó nhiều. Khi đi khám phá thì mình sẽ không có sợ bị ăn hành nữa. Và vòng vòng đây để mình nhìn coi có cái hang nào không ta. Hình như gần đây không có một cái hang nào hết. Ui không. Người nhện nè. Bài đặt đi ra ngắm biển nè. Người nhện cũng mới đặt. Bài đặt đi ra ngắm biển hả? Ui, nó cho mình cái gì cơ? Ui, một cái túi luôn. Ê, mắt của Ender nè. Một cái banner nhỏ luôn. Cái này thì mình sẽ giữ lại. Có gì mình sẽ làm những cái banner thiệt là đẹp, mình gắn vòng vòng nhà mình. Ngon. Ui, ngoài ra nó còn cho mình một cái túi dungeon nè. What the hell. Mở cái túi dungeon ra nó cho mình cái đống đồ luôn. Copper. Copper có làm được vũ khí không? Một cái xe gì nữa nè. Ảo vậy. Ui, từ từ. Cái này mình đặt ra nó thành một cái khu vực giống như là cái chỗ cắm trại vậy. Ui, xịn thiệt, cái này giữ lại đi. Tốt quá. Một cái nón trộm. Ồ, ghê vậy. Chỉ, sợi chỉ vàng. Mấy thứ lặt vặt. Quá im luôn. Mở cái túi hên ghê á. Ngoài ra nó còn món đồ gì nữa không? À, nó còn một ít cái quả bóng tơ nhện. Ok, tạm ổn. Rồi, giờ thì mình sẽ gán tìm một cái hang gần đây thôi.
để mình đi đào ấy. Còn không thì mình tự đào tuốt xuống dưới lòng đất luôn. Chứ hết biết đường rồi. Này có thêm táo vàng nữa nè. Thì coi gần gần chỗ mình không có cái hang nào luôn rồi. Thôi đành chịu thôi ha. Mình sẽ đào thẳng xuống dưới luôn. Phó thác cho cái nhân phẩm. Lỡ xui xui mà đào ngay cái chỗ mà nhung nham ấy là hiểu luôn ha. Nhưng mà mình sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Mình sẽ đào theo kiểu xéo xéo ấy. Như vậy thì sẽ an toàn hơn. Có gì mình sẽ còn bị vướng lại một ô không có rớt xuống luôn ha. Rồi, mình đã đi tới một cái khu vực hang hay sao cả. Phải không vậy? Đừng để tôi mừng hụt nha. Sao tôi chưa thấy cái hang gì hết á? Nó mới hiện lên chữ cave to đùng luôn. Ồ, hình như tới rồi. Chính xác, mình đã tới một cái hang rồi. Dưới này có quặng bạc. Bạc trong đây có hữu dụng không? Làm được kiếm nè. Saber. Được ta. Hợp lý. Kệ, có bạc đào bạc luôn. Hôm nay có gì mình nâng cấp lên Saber bằng bạc ha. Bạch kim nữa nè. Platinum. Sát. Bây giờ có vẻ là còn khá là cao đấy. Mình cần đi xuống thấp hơn thì may ra mới có cơ hội tìm được kim cương. Mà hang trong đây nó chật quá. Hang bé tiểu à. Chật chội đi phải khơm khơm nữa. Đó mình phải chui tùm lum hết á. Có thêm than nữa nè. Mình sẽ đào thêm một chút để có gì mình lên mình còn nung khoáng sản nữa. Đấy. 10 cục ơi. 13 cục than rồi. Tạm đi. Đi tiếp. Ui trong đây nhiều sỏi quá. Nó rớt tùm lum kìa. À nó còn một cái hang ở phía dưới nữa. Ui bắt đầu ghê ghê đó. Nitơ. Ồ. Lần đầu gặp cái quặng này luôn á. Sky bullet. Đạn hả? Ui, nitơ này làm được đạn nè. Deep rock. Còn cái này là khoáng sản gì? Lead. Quặng lead. Lượm luôn. Còn khá là nhiều quặng lead ở đây nè. Đào hết mấy quặng lead luôn. Còn cục ở đây nữa. Quặng lít thì mình làm vũ khí nó có xịn hơn không? Mình sẽ coi sát thương của quặng lít. Khi mà làm cây saber thì sẽ 4.5. Hình như là nó tương đương với bạc á. Rồi vậy là cái hang này hết rồi. Hang chút ẻn à. Đợt lúc thì kiếm thêm được chút bạc nè. Không. Tính ra cái lượng khoáng sản mà tìm được trong đây nó cũng không có có quá nhiều đâu, kiểu hơi bị khan hiếm là đằng khác nữa. Mình không biết là mình có thể gặp được kim cương không nữa. Ui, hay mình đào. Ui. Mình tới một cái hang gì nữa. Shiny Pierce Stone. Ui, cái lỗ khoáng sản gì lạ vậy. Ở dưới đây còn có những cái gem crystal. Làm được giáp nè. Ê, được nha. Ở còn có rương nữa. Ngon. Ngon. Một cái đồng su rồng. Một cái đồ ổn. Hai cái đồ ổn luôn. Ổn này xịn hơn. Mình sẽ lượm cái đồ ổn xịn. Nhưng mà nó cộng có một giáp à. Bên cạnh đó thì nó còn một cái rương ma thuật nè. Một cái xô lava. Clot này có làm được dâm, làm được giáp. Rồi một cái cuộn sách gì đó. Luli. Và một chút đốt. Mình sẽ giữ thêm cây cúp luôn. Để có gì hơn cây cúp của mình á, thì mình còn có cúp để mình ấy nữa. Úi cái gì? Deja vu. Ủa cái sao tự nhiên mình nhặt cái rương xong nó để cái thành tựu là deja vu ta. Mình thử dùng nha. What the. Ui. Nó cho mình trở lại cái giường. Cái điểm spawn của mình á.
trời ơi. Deja vu là gì đó hả? Mèn đét u. Mất công không giờ phải lội mò lại cái hang nữa. Ảo thiệt chứ. Thôi để bây giờ rảnh mình lên trên đây để mình làm một ít cái rương để mình chứa đồ cái đó. Gõ đó hết rồi. Ấy gõ ra, mình làm thêm một vài cái rương mình chứa đồ trên đây đi. Chứ đi mai là nó sẽ tốn rất là nhiều diện tích rương á. Trở lại đi coi coi còn bỏ sót gì không. Bạc. Một cái ham gì đó. Chế tạo được. Ủa cường hóa được luôn nè. Ham này có công dụng không? Ồ, mình sẽ hồi phục thức ăn. Restore Hunger Burst You. Mình có cần gắn vô đây không? Cái công dụng nó để ở đây là nó có, nó bảo là nó có thể hồi phục được cái thanh đói của mình đó. Mỗi 60 giây hả? Ok, để mình thử để trong người đi. Một xíu coi nó có hồi phục lại cái thanh đói của mình hay không á. Rồi, như vậy thì nó cũng chỉ được có một chút đồ đó thôi ha. Nhưng mà ở đây nó có rất là nhiều những cái gem crystal nè. Mình sẽ nhặt cái này, tại vì nó có thể, mình thấy là nó có thể làm được giáp. Nó miễn phí ở đây mà, nên cứ nhặt thôi. Gem ọt nữa nè. Ôi, là quặng cũng có thể đào luôn nha. Ngon lành, tự nhiên đụng vô một cái hang chứa đầy những cái viên pha lê tím này luôn. Đã thiệt, 23 rồi nè. Lụm sạch sạch. Sạch xanh xanh luôn. Rồi. Được nhiêu rồi. Mình sẽ nhặt tầm 32 là nửa stack hết ta. Ok 32 đi. Nhặt nửa stack thôi. Rồi. Giờ thì đi tiếp thôi. Trúng vô cái hàng pha lê chứ. Ngon thiệt. Ngon thiệt. Không biết là ở trong đây á, những cái hang nó có khó tìm hay không ta. Mà từ đầu tới giờ mình chưa gặp cái hang nào mà nó to thật sự ấy. Còn đây là gì? Úi. Esper Trifit of. Làm được một cái ui, cái món đồ này dùng để cường hóa vũ khí nè. Lượm luôn. Ui. Được thật sự. Rồi luôn. Giờ mới gặp được một cái hang nè. Cầm đuốc lên. Cuối cùng thì mình cũng đã gặp được một cái hang to thật sự rồi nè. Hy vọng là nó sẽ cho mình thật là nhiều khoáng sản. Nitơ không, mình không cần đâu. Ui, có zombie, có zombie. Có hang cũng đồng nghĩa với việc rất là dễ gặp zombie nha. Nè, lại cái quặng ọp kia nữa nè. Đào luôn. Đây là quặng Fairy. Đấm. Công dụng thì sao? Làm được những cái block. À, cái này giống như là một cái loại chất đốt vậy ha. Nó tương tự với than đấy. Có xương, có xương, có xương. Lặng lách đánh võng. Chặt nó. Núp. Núp cột. Đấy. Núp cột thành công. Đây là loại khoáng sản gì đây? Arcane Crystal. Hình như nó liên quan tới phép thuật á. Nó cũng có thể nấu lên được nữa nè. Còn màu tím tím. Ui. Ở đây tính ra có nhiều loại khoáng sản mà màu tím tím lắm nha. Loại này thì mình có thể làm được nhẫn. Wow. Nó cũng liên quan tới một chút phép thuật ha. Dữ luôn. Ở đây còn loại khoáng sản gì nữa không? Ui, có xương né nó ra. Không nên cà khịa với nó đâu. Ít. Sao dưới. Khoan. Sao dưới hang mà lại có cái. Cái cửa kìa. Hình như đây là công trình. Để mình vô thử, mình vô mình khám phá thử. Lạ thiệt. Nè, có giường ngủ luôn. Có xô nước, cá. Lạ vậy. À. Hình như đây là một chỗ ở bí mật của những bác dân làng muốn ẩn cư hay sao ấy. Này, cái này tương tự chỗ của một ngôi làng á. Mà sâu vậy, tít dưới lòng đất luôn. Có bằng lít nữa nè. Đập.
Có cái cục đá mài để tách dòng cường hóa nè. Lẩm. U lò luyện kim. Một cái đe. Thời mình tới rồi. Ừ. Chỉ có vậy thôi à. Không biết là có bé dân làng nào sống trong đây không. Nè có rương chứa vàng nè. Đồ ăn. Nón sắt. Ui nón sắt không cần. Kiếm sắt. Không cần luôn. Khói hắc diêm thạch. Lẩm. Đỡ phải đào, tại vì bây giờ mình cũng chưa có đào được hắc diêm thạch, nên có thì mình nhặt luôn. Chắc là đây là một chỗ bỏ hoang rồi, không thấy bác dân làng nào trong này hết. Ô ô ô ô. Ê. Có lẽ nào. Có lẽ nào bác. Bác đó bị zombie cắn rồi thành zombie dân làng không? Ôi no. Ừ, và cái khúc xương hồi nãy bây giờ nó đã thành cái đùi rồi nè. Ngon ngon. Hợp lý hợp lý. Vậy là giống như mình có cái nguồn thức ăn vô hạn vậy á. Đã vậy ta. Ngon ấy ngon ấy. Mình thấy cái món đồ đó tiện dụng á. Rồi làm thêm một chút khoáng sản ở đây. Để mình đi hết cái khu vực này coi coi em. Mình đi trên nhung nham được mà đúng không? Ờ đúng rồi. Không sợ không sợ. Ở đây còn có ngọc lục bảo nè. Đào luôn. Ngọc lục bảo lắm. Vàng. À, khối sắt khối sắt. Tốt tốt cái này ngon nè. Lượm khối sắt liền. Rồi à... Còn gì không? Hết rồi. Xe mỏi chứ rương mà không có đồ bên trong luôn. Buồn thiệt. Phía trên cái hang này là những cái khoáng sản hồi nãy giờ mình tìm được thôi. Kệ, có đào thêm chút cũng được. Vậy là... Ôi, hình như trong kia còn đường đi hay sao cả. Ồ, còn. Chút nữa thì mình bỏ sót rồi. Cái này có một cái rương ender vàng pha thuốc. Top á. Mình có ba lô để mình cất bớt mấy thứ xịn xịn mình nhặt được vô trong cái đó. Cất bớt vô, khoáng sản nè. Đe, lò, các thứ. Rương ender thì mình đập luôn. Mình lấy hắc diêm thạch thôi ha. Vì mình cũng đâu có dòng vô, dòng mềm mại để lấy nó đâu. Lấy hắc diêm thạch để dành làm cổng địa ngục với bàn cường hóa cũng tốt. Một cái rương chứa vàng, thức ăn, một chút đá lửa. Ủa đá đỏ. Kệ sách nữa nè. Thôi lượm luôn đi. Đỡ bỏ uổng. Rồi. Đây, mình đã lấy gần như là hết những thứ giá trị ở trong cái chỗ ẩn cư của bác dân làng rồi. Ở đây cũng chẳng còn cái gì đâu. Thôi chắc mình đi chỗ khác thôi. Cái này cũng chẳng còn gì để mình khám phá hết. Suýt nữa thì bỏ lỡ một cái chỗ chứa đồ tốt rồi ha. Hên là mình phát hiện ra cái cửa. Khi qua bên đây thì có Enderman. Dưới hang hơi tối nha. Để mình căng con mắt ra mình nhìn cái đó. Ui, mình gặp được một anh người lùn nè. Từ từ để mình ăn cái đó. Ui. Ui trời trời trời. Một anh người lùn bị con xương bắn chết rồi. Cái con này láo thiệt. Trong đây nhiều xương quá. Ê. Đừng. Trời ơi, con Ripper nó nạp mạng thiệt chứ. Không biết cái anh này có trao đổi với mình không. Anh đổi Ngọc Lully lấy những cái Lesser Fae Gem. Lully mình có không? Ui, hồi nãy mình để Lully ở dưới trên nhà rồi. Mình sẽ xem coi cái loại Lesser Fae đó nó có đổi gì không á. Lesser. Cái này dùng để làm một cái đe phiên bản xịn sò con bò kìa. Mình muốn trao đổi với cái anh này quá. Anh thợ rèn. Mà cần có bao nhiêu để làm được cái đe? Ba cái hả ta? Tức là bây giờ mình cần đào có 30 redstone ấy. Bây giờ tìm redstone đâu ra? Mình có 3 redstone thôi. Mua chịu được không ta? Mình mua chịu đi chứ giờ mình không đủ rồi. Rồi cái này là cái đường mình xuống hả? Ui Ripper đừng đừng.
Rồi mình gán mình tìm một chút redstone nào, sau đó mình quay lại với cái anh này ha. Mình gán mình mua ba cái laser fame đó, laser fame đó, để có gì sau này mình làm cái đe xịn. A few moments later. Con gì nữa vậy? What the? Con gì mà phun độc cái ghê vậy? Con thấy ma kia nó biết phun độc mình. Ghê thật. Ui dưới hàng đáng sợ ghê luôn á. Rồi mình vẫn đang đi tìm thêm một chút những cái redstone nhưng mà không thấy. Rồi bể cúp luôn rồi. Không sao, mình còn một cây cúp dự trù mà. Đây, nãy mới xin. À, lấy ra đào tiếp ha. Wow, cái đồ bằng Awarin này cũng tương đối tốt nè. Cây kiếm 7.25 sức tấn công luôn. Thôi bay. Được chắc một xíu mình kiếm thêm Awarin mình đào làm giáp cũng ngon á. Nhiều, rất là nhiều khoáng sản để mình tha hồ làm giáp luôn. Xương, con xương, con xương nè. Ui dưới hang này nhiều xương quá. Không ổn rồi. Thôi mình té trước đây, mình té trước đây. Nhiều xương thiệt. Bây giờ mình chỉ muốn làm một người thợ mỏ chân chính thôi. Không thích đi cà khịa đâu. Gì đây? Ui trời, qua cái túi vậy. Ngon. Cái túi mở đồ xịn hồi nãy của mình á. Ui quay 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 quay. Bây giờ là chuồn là thượng sách rồi đó. Mình cần tìm redstone lạ. Redstone mà, đâu phải con rồng đâu. Ui hình như con rồng nó ngủ nó không biết mình. Mẹn đét ơi, nguyên một cái tổ rồng luôn. Làm dấu lại, làm dấu lại. Nhưng chừng nào đủ sức thì quay lại. Chứ bây giờ mình chịu thua. Hên là mình không có nhảy xuống dưới. Chứ mình nhảy xuống dưới là chắc giờ mình đi về rồi. Về nhà luôn rồi. Thôi chắc mình sẽ dùng cái rương này để mình về nhà thôi. Ui sợ thiệt á. Hú hồn. Trở về từ cõi chết là đây chứ đâu nữa. May mắn thật sự luôn. Để mình ăn một chút cái đã. Sau đó thì mình sẽ dọn dẹp lại kho đồ ha. Hôm nay đi mai tới đó đủ rồi. Quá đủ cho một chuyến đi mai rồi. Chỉ tiếc là mình không có kiểu như là mua được mấy cái laser fay này nè, để làm cái đe trong tương lai. Mình mong là trong tương lai mình có thể gặp lại anh đó để mình mua ha. Còn bây giờ thì cất đồ trước rồi đã. Quá nhiều đồ mới luôn. Và mình có tới ba cái túi khác nhau nè. Để mình sẽ ra ngoài mình lần lượt mình mở ra hết ha. Coi coi trong những cái túi này nó cho mình cái gì. Mở túi giỏm trước đi. Cho mình... Ui, cho đá xương với... que. Ui, đồ giỏm yêu à. Vít. Ui, mình nghe tiếng Ripper. Đi ra chỗ khác đi cưng. Đi đâu đây vậy? Đi chỗ khác đi. Rồi, mình sẽ mở nốt cái túi Ender này. Túi Ender này thường là túi xịn nè. Ủa? Quyết. Nó cho mình một cái ngọc Ender. Cay tí. Thiệt luôn á. Thôi kệ đi. Cố ít lòng nhiều, cố ít lòng nhiều. Tự an ủi mình. Rồi, chắc bây giờ thì mình sẽ chế tạo ra cho mình một cái ủng bằng Awarin á, hoặc là một cái kiếm. Nhưng mà mình nghĩ thì mình làm cây kiếm nó sẽ tốt hơn á. Tại vì cây kiếm này nó sẽ mạnh hơn cây kiếm Leviathan của mình nè. Giáp thì mình cũng có tương đối rồi. Ok, quyết định như vậy đi. Mình sẽ cần có một que. Que. Để như vậy là được một cây kiếm. Có làm được cúp không? Ui, làm được cúp luôn. Rồi. Vậy thì ngần ngại gì mà không làm luôn một cây cúp. Nè. Nó không cho làm bằng cái que lạ hả? Không cho làm bằng que lạ rồi. Không sao, không sao. Mình có thể làm bằng que này mà. Là một cái cúp mới luôn. Yeah, như vậy thì mình đã có được một cái kiếm và cúp Awarin á. Nhìn đi,
khá là đẹp, cũng như là nó có tuyệt chiêu nè. Mình bắn ra nước nè. Ê, cái kiếm vừa là cận chiến mà vừa tấn công ra tầm xa luôn. Xịn thiệt. Ờ, thích ghê á. Mình sẽ thử tấn công tầm xa coi. Tấn công mà không cần chạm cái địch luôn nè. Không khác gì hack game luôn. Quá đã, quá đã. Kiếm nước, kiếm nước. Thôi, chắc bây giờ thì mình sẽ trở lại cái chuyến khám phá hôm qua á. Hôm qua thì mình đi được một quãng đường khá là xa luôn, nhưng mà chưa có gặp được vùng đất đẹp để sinh sống á. Hôm nay mình thử đi một ngày nữa coi. Biết được hôm nay đi mình lại gặp một chỗ đẹp thì sao? Hình như đằng kia là chỗ của những cái nàng tiên cá da mạo thì phải. Giống lắm, Iran luôn. Ô, chuẩn. Mình sẽ chơi liều ha. Mình giả bộ bị dụ thôi, mình giả bộ nha. Lần này mình chủ động nha. Đó, đúng rồi, dụ ta lại đi. Tới công chuyện nữa. Rồi, mình sẽ sử dụng thanh kiếm này để mình tấn công những cái nàng tiên cá da mạo. Vô đây. Mình có thể tấn công tầm xa được. Ui, 50 máu lận. What? Cắn mình. Dám cắn mình ạ. Một mình cân hai nàng tiên cá da mạo luôn. Vô đây. Đó, một nàng tiên cá da mạo đã ra đi. Kiếm hơi bị xịn. Tiêu diệt nè. Xong, mình đã có thêm một cái túi và một chút da của những nàng tiên cá da mạo này. Bây giờ thì mình sẽ coi cái túi này nó sẽ cho mình những cái món đồ gì nha. Cho mình một cái Neptune ingot. Lại một cái khoáng sản liên quan tới biển đó nè. Top. Thôi chắc vô đất liền thôi. Vẫn chưa gặp được đồng bằng nữa. Thiệt cái tình luôn á. Nhưng mà bù lại mình lại gặp được một tòa tháp gì đó rất là cao luôn. Tít bên đây nè. Để mình qua đó mình kiểm tra thử. Tòa tháp 7 màu. Cao to thiệt sự. Không chỉ một đâu, mà giống như một cái thành phố luôn hay sao kìa. Hình như đây là một cái thành phố. Khủng thiệt sự luôn. Mình sẽ đi lên bằng đường tắt. Ui, vô đây to quá, lắc hết cả máy luôn rồi nè. Có rương nữa. Ui, đồ bê. Đồ xịn không luôn. Quần mình sẽ thay cái quần mới đi. Quần này có quần sắt nè. Tốt á. Mặc quần sắt vô. Rồi, vô trong thử. Ui, trong đây có quái nha. Ui, không dễ sơi đâu. Trong đây có quái đây. Ui, mình đập cái lồng spawn không kịp rồi. Khó rồi. Những con xương mà đeo mắt kiến nhìn ngầu vậy. Được một cái túi. Trời, còn có con bắn pháo bông nữa. Ui, nó bắn pháo bông nổ đau quá. Thật sự luôn. Ê da, ăn vô. Ow, bắn cái nửa cái máu mình kìa. Khốn kiếp thiệt. Ừ, mình đỡ cái khiên được. Cho người. Nó tự bắn, nó tự chết luôn kìa. Cái tội ai kêu ngươi ngựa, ngươi bắn ta làm chi. Cảnh báo trước rồi. Rồi mình sẽ phong ấn cái này lại. Đập ra. Như vậy là an toàn nhất. Trong đây nó còn có một số cái thùng chứa đồ nữa nè. Mình coi mình lượm được cái gì giá trị thì mình lượm ha. Ui, cái này khám phá hơi bị mệt á. Ở dưới còn vài con bắn pháo bông nữa. Hơi căng. Mình phải cầm khiên, lúc nào cũng cầm khiên sẵn. Để có gì còn đỡ nữa. Ui, nó bắn đầu thế. Ui, không được đâu. Ok. Nó cho mình về nhà luôn thì mình ra đây. Mình tự xây cho mình một cái chỗ đẹp đẹp, mình tự thưởng cho mình ha. Cái này hồi nãy mình lướt được trong một cái túi nè. Để mình ra mình coi thử coi. Đó, khi mà mình kích hoạt xong thì nó sẽ xây cho mình một cái chỗ giống như Iran như vậy luôn hay sao nè.
Đã ghê luôn. Chắc mình sẽ làm ngay đây đi ha. Nó tương đối đẹp luôn nè. Đồng ý. Đó. Cái này tên là My Colony ha. Nhưng mà mình gọi cái này là cái chỗ cắm trại của mình đi, cho nó thân thuộc. Nhảy vô. Ui, cao quá nhảy vô không được. Có đường vào không? Cổng vào đây, 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 cổng vào đây. Ui giời ơi. Nhìn hơi bị đẹp luôn. Nhỏ, mình thích kiểu nhỏ nhỏ đẹp. Như vậy nè. Ngủ ở đây được luôn á. Làm bạn với thiên nhiên luôn. Cái này có cái xe không biết mình lên được không? À cái xe này xe chở kiện rôm. Có chỗ này chỗ gỗ nè. Chỗ nấu đồ nè. Chỗ ngủ nè. Úi xời. Mình chỉ cần đơn giản như vậy thôi ha. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Bye bye.